Theo đó, trong thời gian từ ngày 26 tháng 5 năm 2018 đến nay, trên địa bàn huyện Yên Thành liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản là bình ác quy của các xe ô tô gây hoang mang dư luận, bức xúc trong quần chúng nhân dân và ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin các vụ án trên, công an huyện Yên Thành đã xác lập chuyên án 618T xác minh điều tra bắt giữ các đối tượng. Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Đình Thông sinh năm 1992, trú tại xóm 1 xã Nam Thành, Nguyễn Bá Quân, sinh năm 1993, trú tại xóm 5, xã Liên Thành. Nguyễn Vĩnh Nhụy, sinh năm 1979. Nguyễn Vĩnh Thoang, sinh năm 1978, ở xã Mỹ Thành. Nguyễn Vĩnh Nghệ, sinh năm 1983, ở xóm Đồng Lao, xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ. Là những đối tượng kinh doanh phụ tùng ô tô, làm nghề thu mua sát dụng, phế liệu. Cả năm đối tượng đã khai nhận, cùng thực hiện 20 vụ trộm cắp với hơn 40 bình ác quy ô tô các loại trên địa bàn, với tổng giá trị khoảng 100 triệu đồng hiện công an đang tập trung điều tra làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật